Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại trở lại phần cuối của câu chuyện của chúng ta. Cái câu chuyện tình thương, câu chuyện của món quà, câu chuyện mà chúng ta muốn loan tỏa cái cái thông điệp của một cái mùa mà chúng ta nói là mùa truyền giáo. Thì bây giờ phía Nam mời thầy Tạo, thầy Tạo là phó sứ, à, phó, tế. phó tế của giáo sư Đức Mẹ La Vang. Và thầy có thể cho biết là cái, cái công việc của chúng ta mà bây giờ thầy cần cần kêu gọi mọi người là điều gì? Vâng trước hết thì đây là cũng là qua lời của cha chân sứ Nguyễn Văn Luân thì xin thay mặt ngài để mời gọi tất cả các đồng bào Việt Nam ở giáo xứ nước mẹ La Vang ở giáo phận Orange à, cũng như Cali và trên toàn nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. À, hiện nay à, chương trình sẽ như thế này. À, để trước khi mà nói chương trình thì thực ra nó có một cái điều như thế này, giáo sứ nước mẹ La Vang mặc dù có những cái linh đài tạm nhưng mà rất là linh thiêng mà. thì uh, chúng tôi sẽ thu nhận uh, thu thập những cái những cái mà lời cầu nguyện đã được đức mẹ uh, cầu bầu và giúp cho thì hiện nay chúng tôi biết được có một gia đình uh, người mẹ bị ung thư ngực từ thời kỳ thứ tư và sau đó đến với đức mẹ qua một thời gian bây giờ họ khám thì coi như cái ung thư đó mất đi hết uh, rồi một trường hợp một cựu sĩ uh, quan uh, quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày xưa uh, Bác đó năm nay chứ cũng phải ngoài 80 Thì khi đến với giáo sư Đức Mẹ La Vang Thì ngồi xa lanh, người vợ đến nghe nói Đức Mẹ La Vang linh thiêng Thì hai vợ chồng đến cầu nguyện Và đến lúc rất là nhiều lần Thì có một ngày tự nhiên sau khi cầu nguyện xong Cái bác trai đứng lên và đi thẳng vào nhà thờ Thì sau đó là ông mừng quá về Coi như là kêu gọi con cái, gia đình, uh, dâu rể Quay trở lại uh, rửa tội, xin uh, coi như theo đạo uh, công giáo rồi cũng như là trong cái câu chuyện cũng giống như trong uh, gia đình của tôi vừa rồi đó là trong mùa Covid thì có một cô em vợ thì tự nhiên cô bị uh, cancer về uh, tuyến nước bọt tự dưng từ hồi nào giờ không thấy hết nhưng mà tự nhiên thấy sưng lên thì đi khám phá ra thì mới biết là uh, ung thư tuyến nước bọt và nó rất là là lan rất là nhanh nhưng mà sau đó vừa biết tin như vậy thì cũng chạy đến uh, xin đức mẹ uh, la vàng của mình thì sau đó thì qua một thời gian chữa trị thì bây giờ coi như ung thư cũng đã dứt hẳn luôn. Và nhiều câu chuyện khác thì chúng tôi cũng đang thu thập. Thì ngày hôm nay qua cái những cái đức tin đó thì có nhiều người họ đến đây họ đã đóng góp 100 000 200 000 có những người mà 5 đồng, 10 đồng, dù 1 đồng hay là 100 000 ngàn hay 1 triệu à, chúng tôi đều trân quý cái tấm lòng của tất cả à, quý vị. Và chúng tôi à, giáo sứ Đức Mẹ La Vang à, coi như vấn đề tài chính rất là minh bạch tại vì là mọi sự thu nhập, mọi sự chi phí là chúng tôi đều có sổ sách qua văn phòng kế toán, qua chính bản thân tôi như là một cái người business manager của giáo sứ và đồng thời qua Trần Luân và tất cả những tiền bạc quản lý và quản trị là do tòa giám mục chúng tôi không có giữ đồng nào tất cả tiền bạc khi đưa vào trong ác cao là tòa giám mục quản lý hết chúng tôi cần thì chỉ báo tòa giám mục chúng tôi lấy ra thì thành ra quý vị yên tâm trong các vấn đề mà chúng tôi quản trị vấn đề tiền bạc thì ngày hôm nay giáo sứ sẽ xây dựng một liên đài Đức mẹ la vang giống như một linh đài bên quảng trị coi như là thu nhỏ và chúng tôi đã may mắn tìm được một architect người Việt Nam mà anh ấy cũng là người công giáo mà có một uh, niềm uh, tin vào Đức Mẹ và yêu thương Đức Mẹ rất là nhiều thì anh đã đã vẽ nên một cái bản vẽ và đã uh, tạm thời đã được uh, uh, thành phố chấp chấp thuận thì như cha nói vừa rồi đó uh, bức tượng của Đức Mẹ là khoảng 10 feet rưỡi và cái bệ là khoảng chừng 1 feet rưỡi tới 2 feet và một cái cung viên uh, về linh đài Đức Mẹ rất là lớn xây ngay tại uh, giáo xứ Đức Mẹ La Vang và hy vọng rằng sẽ trở thành một nơi mà có thể hành hương trong tương lai của những người Việt Nam. Thì nếu như quý vị nào đóng góp với số tiền nào thì chúng tôi sẽ được khắc dưới bệ của Đức Mẹ, bức tường đó chung quanh với số tiền những bậc ân nhân như 100 nghìn, 50 nghìn, 30 000 mà ít nhất là 3 000 thì chúng tôi sẽ khắc tên đó. Sự khắc tên đây không phải là nói về cái riêng cái sự cảm ơn của cha chánh xứ mà đồng thời để nói lên cái lòng tri ân của quý vị đã tạo cho có cơ hội để có một linh đài Đức Mẹ La Vang và quý vị nó cũng là niềm hãnh diện cho quý vị để sau này con cái mình con cháu mình có dịp họ đến giáo xứ này và nhìn thấy tên ông bà hoặc cha mẹ của mình thì cũng biết rằng đây là một trong những cái bàn tay một trong những cái viên gạch đã đóng góp để cho linh đài đức mẹ La Vang giáo xứ đức mẹ La Vang ở uh, giáo phận Orange này được thành hình một cách uh, viên mãn và tốt đẹp. Vâng, ừ. thì cảm ơn thầy, thưa quý vị, à, quý vị uh, có nhìn thấy là một cái công việc chung nhưng mà chỉ có một số những cái vấn đề mà nó, nó không phải là vấn đề rất rất là chi tiết nhưng mà nó lại rất là quan trọng cho nên là quý vị thấy là khi đóng góp gây quỹ ai cũng rất sợ là tại vì nó sẽ lem nhem về tiền bạc thì người ta rất là sợ nhưng mà thầy thầy lại phải vác một cái thánh giá rất lớn là thầy làm cái công việc đó cùng với các cha để mà lo cái công việc này thì quý vị ở xa hay là quý vị chưa bao giờ biết là cái công việc này như thế nào thì quý vị có thể tìm hiểu thêm những cái chi tiết về giáo sư Đức Mẹ La Vang và về cái công trình này uh, qua cái website nào và cái email nào thưa thầy? Vâng, uh, trước hết thì uh, xin uh, quý vị nếu có thì giờ uh, tất cả mọi chi tiết nó nằm ở trên cái website gọi là Our Lady La uh, là Our Lady org uh, thì uh, hoặc là quý vị đánh là Đức Mẹ La Vang Santa Ana thì quý vị sẽ thấy được cái website thì cũng trong đó quý vị sẽ nhìn thấy là cái trong cái website chúng tôi có một cái đoạn video 4 phút mà cái video đó sẽ mô tả toàn bộ không gian 3 chiều, khung cảnh của linh đài Đức Mẹ La Vang trong tương lai và chúng tôi sẽ hình thành giống y hệt như vậy và quý vị sẽ cảm thấy rằng đây là đúng là một nơi mà được đức mẹ yêu yêu mến chính vì vậy mà đức hồng y nguyễn văn thuận đã nhờ ngỏ lời với lại đức cha Todd Brown là yeah, coi như là um, đức cha của uh, giáo phận orange và ngài đã quyết định để cho xây dựng cái linh đa, uh, giáo xứ đức mẹ la vang và ngày hôm nay thì cái chiều hướng về trong cái xây linh đài Đức Mẹ La Vang đang được thành hình thì quý vị có thể đóng góp bằng cách đấy gửi tiền uh, check qua để trực tiếp qua cái uh, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Thì địa chỉ cũng như về số phone của chúng tôi sẽ được uh, cung cấp cho quý vị Và trong tương lai sau năm mới Có nghĩa là bắt đầu năm 2022 Thì uh, giáo sứ chúng tôi sẽ có sử dụng về GEL Cũng như là về uh, uh, Venmo Thì quý vị có thể đóng trực tiếp vào trong giáo sứ Và nếu có thể quý vị ở gần đây thì mời quý vị đến tham dự uh, giáo sứ chúng tôi vào trong những ngày uh, cuối tuần uh, có thánh lễ tám thánh lễ từ hôm thứ bảy và chủ nhật và hàng ngày chúng tôi có lễ tám giờ ba mươi thì quý vị có thể đến đóng góp trực tiếp hoặc là vào gặp các cha hoặc là có cái bàn mà giáo dân họ ghi nhận về đóng góp hoặc là đến văn phòng nhà giáo sứ chúng tôi còn nếu như quý vị muốn thắc mắc hoặc là có những chi tiết nào cần hỏi thì xin quý vị uh, cứ gọi cho chúng tôi ở số bảy một bốn bảy bảy năm sáu hai 475 6200 và quý vị có thể hỏi tên tôi là Phan Đức Tạo thì tôi rất là vui mừng có thể trả lời những câu hỏi cho quý vị Vâng xin cảm ơn okay. thầy thưa quý vị phía đang chỉ có nói ừ. một cái câu kết trong cái chương trình hôm nay là chúng ta đang nói về cái tình yêu tình thương chúng ta đang nói về cái đức tin chúng ta đang nói về làm thế nào để cho cái đời sống mình cần cái sự bình an và cái bình an đó nó là bằng qua những cái hành động những cái công việc mình làm mình làm được một cái công việc tốt thì mình cảm thấy lòng mình rất bình an nhưng mà mình tìm một cái công việc hữu ích thì không phải chỉ có mình bình an mà cái thế hệ sau của mình sẽ được bình an và sẽ cảm nhận được tại sao Họ đã phải làm như vậy Cái lịch sử nó sẽ không bao giờ lặp đi lặp lại Nhưng mà lịch sử nó sẽ đưa cho chúng ta thấy Cái sự phát triển Của chính Cái dân tộc của mình Và cái nền văn hóa Việt Là hình ảnh nước mẹ La Vang Cũng là một hình ảnh Mà tất cả những người Việt Nam Đều trân quý Thì chúng ta muốn hình ảnh đó Ở các nơi có người Việt Cộng đồng Việt Nam chúng tôi rất là trân trọng Với cái việc mà cùng nhau để xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang. Quý vị thấy ở Orange có ngay nhà thờ chính tòa nhưng mà tại sao Santana có là tại vì cộng đồng bể ở đó rất là đông, mà người Việt Nam cũng đông nhưng mà chúng ta muốn nơi nào có bước chân Việt Nam, nơi nào có người công giáo Việt Nam thì nơi đó sẽ có hình ảnh Đức Mẹ La Vang. Và quý vị à, đóng góp ở một cái nơi này cũng không phải là đủ rồi đâu. Quý vị ơn gọi sẽ đi khắp nơi và cái tình yêu nó lan tỏa khắp nơi mà hình ảnh của người Việt Nam cũng sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong đời sống đức tin của chúng ta. Và Việt Nam xin cảm ơn thầy Phan Đức Tạo đã đến đến đây ngày hôm nay và trong cái mùa bình an và cái mùa tình yêu của Chúa này thì Việt Nam cũng xin kính chúc cho thầy cũng như là gia đình được nhiều sức khỏe và được nhiều ơn của Chúa và cũng như là công việc của thầy sẽ được Đức Chúa Thánh thần luôn luôn nghĩa là tiếp sức để cho thầy đi hoàn thiện cái con đường của thầy. Vâng, cảm ơn chị Phiên đàn rất là nhiều và xin chị thêm lời cầu nguyện cho tôi thì để một lần nữa cảm ơn ban giám đốc đài Little Sài Gòn TV, cảm ơn chị Phiên Đan và đồng thời cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã bỏ thời giờ để lắng nghe cái chúng tôi chia sẻ những cái tâm sự cũng như tâm tình của chúng tôi về Linh Đại Đức Mẹ La Vang. Thì hy vọng rằng mọi sự đóng góp của quý vị đều rất là tri ân và đồng thời chúng tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho quý vị vì đã có bàn tay đóng góp để cho Liên Đại Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang được thành hình. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh được đầy bình an và một năm mới được dồi dào sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt, hẹn vào chương trình kỳ tới.